nhân dân cha và con và thánh thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xe với thức hiệu là Thánh Giuse thờ cũng là ngày quốc tế lao động. Chúng ta mượn cái tâm tình của Thánh Agustino để diễn tả về cuộc đời của Thánh Giuse như sau: Chúa dựng nên con, chẳng cần đến con, nhưng đáp lời. Con ngài cần con đáp lời. Thánh Giuse đã đáp lời Thiên Chúa bằng cả cuộc sống của mình để vâng theo thánh ý Chúa và thực hiện thánh ý Chúa trong chính ơn gọi của mình. Cách riêng dừng thế lễ này, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn cầu bình an, xin mọi ơn lành như ý, xin thánh hóa thân nhân việc làm. Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại hai bên, linh hồn thai nhi, linh hồn Maria, anh em ban trật tự xin ơn bình an, xin mộ đồng hương họ trại đức xin ơn bình an, xin tạ ơn nhân ngày kỷ niệm hôn phối, xin tạ ơn kỷ niệm 14 năm bí tích, xin thánh hóa công an việc làm, xin cho công việc được thuận lợi, xin đi đường được bình an, xin mọi ơn lành như ý người xin đồng làm bổ mẹ. Vậy để tâm tình những ý nguyện chúng ta dâng lên được Chúa nhận lời, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa tạo thành trời đất,
Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin nhận lời thánh cả yêu xe chuyển cầu cho chúng con biết noi gương người để lại là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó. Hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thân thần đến muôn thuở muôn đời. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy tạo thành con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả mọi xác di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã sáng tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Người tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất và thống trị nó. Hãy bá chủ các biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi dã thú trên trái đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc người đã làm, thì ngày thứ bảy, người nghỉ ngơi, người chúc phúc và thánh hóa ngày thứ bảy. Vì trong ngày đó, người chấm dứt mọi việc người tác tạo. Oh,
chung cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy tin chúng trong hội đường. Họ bỡ ngỡ và nói rằng: bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình, và người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ cứng lòng tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn một cách toàn diện trong nguồn mặc khải từ Cựu Ước sang Tân Ước, tất cả đều quy về, hướng về Đức Kitô. Và chính Đức Kitô mà chúng ta xác tín, Ngài là Alpha và Omega. Chính Ngài là khởi đầu và là cùng đích. Đó là niềm xác tín trong thời gian của chúng ta. Và nhìn vào trong cuộc đời của Ngài, khi bắt đầu rao giảng tin mừng, Ngài đã mời gọi: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha của anh em ở trên trời đã đấng hoàn thiện. Nhìn thấy Thầy là nhìn thấy Cha, vì Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Vậy những gì mà Thiên Chúa làm chúng ta thấy rất là tốt đẹp. Cái sự tốt đẹp được minh chứng qua các bài đọc ngày hôm nay. Ban đầu chúng ta nghe sắc sáng thế, Thiên Chúa đã tặng những 6 ngày và ngày thứ 7 ngày nghỉ ngơi. Và Kinh Thánh ghi lại rất chi tiết, tất cả những gì Ngài dựng nên đều tốt đẹp. Đức Giêsu Kitô đã làm và mong muốn cho chúng ta cùng làm. Và cái điều hay để phải làm mà chúng ta được giáo hội cho chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay, đó là qua hình ảnh của Thánh Tu Sẻ. Nếu như với ba nhân đức đối thành, tin, cậy, mến, thì ở nơi Thánh Giuse thôi bạn chị em, không có Kinh Thánh nào ghi lại một lời của Ngài. Nhưng tôi với bạn chị em, Ngài đã để lại cái hình ảnh gọi là ngôn ngữ không lời, đi sâu vào tâm trí và đời sống người tín hữu của chúng ta, cho chúng ta nhận ra một khía cạnh ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi cùng bạn chị em, khi chúng ta bị chi phối bởi nhiều cái thứ âm thanh do tác động từ bên ngoài, và âm thanh nó phát xuất từ ở trong tâm khảm của chúng ta qua chính lời nói của chúng ta năng, và khi cảm xúc xoát được, chúng ta sẽ hành xử trong tình yêu. Và ở nơi Thánh Giuse chúng ta thấy được điểm đó. Và thêm một khía cạnh của đời sống của Thánh Giuse mà chúng ta nhận ra: việc Ngài cần mẫn trong công việc.
chúng ta vẫn nói với nhau bằng tâm tình của Thánh Phaolô. Apollo chồng, tôi tưới, Thiên Chúa mới cho mọc lên. Thánh Giuse trong cả sứ mệnh của mình, Ngài lao động bằng cả con người, trí tuệ, sức khỏe, tất cả mọi sự để cần mẫn. Thưa các bạn chị em, trước hết để làm vinh danh Thiên Chúa, làm việc để làm vinh quang giáo hội, và làm việc để làm vinh thân bản thân của con người của chúng ta. Do đó, làm việc của Thánh Giuse là làm việc để mang lại tình yêu. Chúng ta thấy Ngài đã chu toàn được đức mến trong đời sống của mình. Và một khía cạnh rất là tuyệt vời hơn, đó là Ngài sống đức tin. Sống đức tin bằng cách vâng phục Thánh Y Chúa một cách trọn hảo. Trong ba lần vâng phục mà chúng ta nhận ra, Thánh Giuse đã vâng lời, đã vâng phục để đón Đức Mẹ về nhà mình. Chúng ta tham dự thánh lễ hay là những cái khi mà được mời gọi, chúng ta coi cái đó là bổn phận để mà đối phó với cái luật buộc của chúng ta mà thôi. Nếu chỉ dừng lại ở đó thôi các bạn chị em, thì chúng ta chưa có hoàn hảo, chưa có thật tuyệt diệu trong thánh ý Thiên Chúa. Cho nên hôm nay mừng lễ Thánh Giuse thờ, chúng ta mới nhận ra một điều: Thánh Giuse được đặt làm bổn mạng của giáo hội hoàn vũ, được đặt làm bổn mạng giáo hội Việt Nam, và được đặt làm bổn mạng của những người gia trưởng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội hoàn vũ, cho quê hương đất nước của chúng ta, cho những người làm chủ gia đình, và chúng ta cũng xin Thánh Giuse cho chúng ta cái sức sống cho các bạn chị em, sức sống để tôi các bạn chị em trong trí chúng ta luôn suy nghĩ về những cái điều lành thánh trong sự im lặng, và trong tim chúng ta yêu mến bằng những cái công việc mà chúng ta đang làm để đúng với ơn gọi của chúng ta trong phận vụ mà chúng ta được thể hiện trong đời sống của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ thánh hóa bản thân, và chúng ta sẽ luôn hoàn thiện như Cha ở trên trời là đấng hoàn thiện mà Đức Kitô mời gọi chúng ta, để chúng ta cùng noi gương Thánh Giuse làm nên con người hoàn thiện, con người hoàn thiện trong thân ý Chúa. Amen. Chúa là Thiên Chúa chúng con. Lạy
Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính nhớ Thánh Giuse, chúng con cung chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã giao phó thánh gia cho người coi sóc, để người thay quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Là con của Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúa là Thiên Chúa thật đáng mừng, trời đất đầy vinh quang Chúa. Ông là Chúa trên tận trời, Chúa cùng đã để nhận nhận Chúa. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh loa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nên nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ định đồ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con nên làm việc này mà nhớ đến thầy.
xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa lòng lòng con cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa nay đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêm Thiên Chúa. Con chẳng lấy Chúa lớn vào nhà thương, nhưng xin Chúa phán một lời thì lòng con sẽ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng ta
mà làm chứng về đức ái. Chúa đã đổ xuống tâm hồn chúng con, nhờ đó chúng con được hưởng bình an mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin quý bạn trẻ, quý ông, quý anh và các em thiếu nhi cho cha hỏi. Ai nhận Thánh Giuse thật là bố mẹ giơ tay cha xem vậy? Thiếu nhi có ai? Thiếu nhi có ai? Có các quý ông, quý anh này. Tôi xin quý bạn trẻ em trong tràng pháo tay để mừng lễ con này. Chúa ở cùng anh chị em. Xin in Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Chúa Giêsu, ơn cho chúng con, lạy Trái tim ơn.
thánh cờ tinh các thánh Đức Bà Maria. Lạy Cha chúng con, lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng chính. Lạy Cha chúng con, lạy